Trước mặt của chú anh chị đó chính là toàn cảnh khu tái định cư Lộc An Bình Sơn với tổng quy mô dự án lên tới 282 ha. Những cái tuyến đường 48m như là N23, D18 và N39, vỉa hè 10m. Đó là những cái cung đường lớn nhất tại khu tái định cư Lộc An Bình Sơn. Kèm với đó là những cái tuyến đường D22 và N47, những trục đường 33m. Đối diện thì sẽ là khu công nghiệp Lộc An Bình Sơn. Phía dưới chúng ta đang thấy dự án STC này và xã Bình Sơn. Xa xa thì chúng ta sẽ thấy sân bay quốc tế Long Thành. Hiện tại trước mặt cô chú anh chị đó chính là xã Bình Sơn, dân cư cực kỳ đông. Từ cái vị trí sân bay quốc tế Long Thành quay ngược về khu tái định cư Lộc An Bình Sơn thì chúng ta thấy khoảng cách đường chim bay khoảng tầm 2,5 km. Từ tái định cư Lộc An Bình Sơn ra tới quốc lộ 51 khoảng tầm 3 km, qua tới cổng sân bay chính khoảng tầm 3,6 đến 3,7 km. Sau này thì chúng ta di chuyển qua sân bay quốc tế Long Thành rất là gần. Đây cũng là một địa điểm sáng để cho cô chú chị nào đang có nhu cầu mua để định cư sau này về làm sân bay quốc tế Long Thành, cực kỳ là hợp lý. Hiện tại cuối năm 2023 giá đã giảm 50% so với cùng kỳ lúc sốt, và bây giờ phía dưới cô chú chị đang được thấy rằng là cái phân khu trường cấp 1 và trường cấp 2, và phía sau thì sẽ có sân thể thao và khu chùa, khu miếu. Ở những phân khu như bảng chữ cái là khu đông dân cư nhất, và phía dưới của chúng ta tổng thể dự án đã về gần 3.000 căn nhà rồi. Những cái trục đường như là D18, N23 thành lên đánh giá khá là cao. Những cái trục thương mại giá bán từ 3 tỷ 8 cho đến 5 tỷ rưỡi một nền, đã có sổ rồi cô chú anh chị nhé. Những phân khu xuất phụ 80m² ở vị trí nhà máy nước hay là trường mầm non hoặc là bản chữ cái, vị trí sau chùa, giá trị từ 1 tỷ 2 cho đến 1 tỷ 350 trên một nền, và những lô liền kề giá trị từ 1 tỷ 8 cho đến 2 tỷ 2 trên một nền. Những trục đường 33m lô liền kề giá chỉ từ 2 tỷ cho đến 3 tỷ 4 trên một nền, và những cái trục đường 48m vỉa hè 10m giá trị từ 2 tỷ rưỡi cho tới 5 tỷ 6 một nền, và 5 tỷ 6 thì đã có sổ riêng sẵn rồi của chúng chị nhé. Hiện tại sân bay quốc tế Long Thành đang ồ ạt thi công cho kịp tiến độ năm 2026 sẽ đưa đường bay đầu tiên đi vào hoạt động. Khu tái định cư Lộc An Bình Sơn hiện tại dân cư đã về đầy đủ các tiện ích như là trường học, chợ, nhà thờ, giáo xứ, chùa, ủy ban nhân dân đã đưa vào hoạt động. Có 8 trường học thì hiện tại đã có 3 trường mầm non đưa vào hoạt động, 1 trường cấp 1, 1 trường cấp 2, và hiện tại đang thi công trường cấp 2 cũng như là trường cấp 1. Cô chú chị nào đang có nhu cầu đầu tư hoặc mua để định cư lâu dài đón đầu sân bay, có công việc trong sân bay quốc tế Long Thành thì mua tại khu tái định cư Lộc An Bình Sơn vào thời điểm này rất là hợp lý, và giá bây giờ cực kỳ rẻ so với cùng kỳ lúc sốt. Và hiện tại thì những cái giá thuê hay là các cái mặt bằng buôn bán trong tái định cư Lộc An Bình Sơn đã đưa vào hoạt động ổn định. Cô chú chị đang có nhu cầu mua hay liên hệ Thành Len. Cảm ơn cô chú chị đã xem video này. Thành Len chuyên bất động sản khu vực tái định cư Lộc An Bình Sơn xin kính chào cô chú chị.